Mình xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học Unit 14. Did you have a good day? Bạn đã có một ngày tuyệt vời chứ? Đầu tiên mình sẽ cùng nghe một số từ vựng về bài này mọi người ha. Did you have a good day? Listening 128. Listen and point. Paint. Brush, calculator, lunchbox, dictionary, PE kit, backpack, apron. Rồi, đầu tiên là paint. Paint là tô màu á. Pen, brush, brush tức là cái cọ tô màu. Calculator, calculator là máy tính mà mình để mình tính toán á, trong học toán á. Lunchbox này mình học rồi ha. Dictionary là từ điển. PE kit là bộ đồ thể thao. Backpack, backpack là cái ba lô. Apron, apron là cái tạp dề khi mình nấu ăn á, mình phải đeo vô cái tạp dề. Okay, bây giờ mình sẽ cùng nghe bài hội thoại nào. Calculate. Paint. Listen. 120. Did you have a good day? No. First we had PE, but I didn't have my PE kit. Next, we had maths, but I didn't have my calculator. Then, we had lunch, but I didn't have my lunchbox. What did you eat? Amy had some of my lunch. Then we had art, and Amy dropped her paint. The paint went onto my clothes. But you have an apron for art. My apron, my calculator, and my PE kit were in my backpack. And my backpack was at home. Amy didn't have her backpack? I don't believe it. Rồi, did you have a good day? Bạn có một ngày tốt chứ? No, không. First, we had PE. Đầu tiên thì chúng tớ có môn thể dục. But I didn't have PE kit. Nhưng mà tớ không có đồ thể dục. Next, tiếp theo, we had math. But I didn't have my calculator. Then, we had lunch. Sau đó thì chúng tớ có bữa trưa. But I didn't have my lunchbox. Nhưng mà tớ không có cái hộp cơm trưa. Mẹ mới hỏi là, đây là mẹ với con đang nói chuyện á. What did you eat? Vậy con đã ăn cái gì? Amy had some of my lunch. Thì tức là Amy đã cho con một ít thức ăn chưa? Then we had art. Sau đó chúng ta có một mỹ thuật. And Amy drops her paints. Amy đã làm rơi cái màu vẽ. The paint went on my clothes. Cái màu thì nó dính vào quần áo của con. But you have an apron for art. Nhưng mà con có cái tạp dề cho học mỹ thuật mà. My apron, my calculator and my PE kit were in my backpack. Tất cả đều ở trong cái ba lô của con. And my backpack was at home. Và cái ba lô của con thì ở nhà. Amy didn't have her backpack. Backpack. Amy thì không có cái ba lô của cô ấy. I don't believe it. Tôi không thể tin được. Ok. Tiếp theo mình sẽ học cách tạo những câu hỏi với những cái từ để hỏi về từ quá khứ đơn. Đầu tiên thì đối với dạng câu hỏi trong tiếng Anh, nó sẽ có hai dạng là câu hỏi yes, no và câu hỏi với từ để hỏi. Ui, cái này tối quá. Đối với câu hỏi yes, no, mình sẽ đưa chữ this lên đầu câu. Ví dụ, did you have a good day? Thì yes, I did. No, thì no, I didn't.
À, phần này thì không khó, mình đã từng làm quen qua dạng câu hỏi này rồi. Tiếp theo là những cái từ để hỏi như là what, where và when. What thì mình vẫn giữ nguyên cái chữ did, y chang như cái dạng câu hỏi yes no á, mình vẫn giữ chữ did đó và mình chỉ cần thêm chữ what, where hoặc là when vào đầu câu là xong, là mình đã hoàn thành được câu hỏi với từ để hỏi. Ví dụ là what did you watch last night, là bạn đã xem cái gì vào tối hôm qua. Bởi vì cái chữ watch này là động từ thường, cho nên mình phải mượn trợ động từ, đó là chữ did. Tương tự, where did you watch the film, bạn đã xem ở đâu, hay là when did you finish, when the film finished, là khi nào bộ phim này kết thúc, vào lúc 9 giờ. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ khoanh tròn những cái từ để hỏi, căn cứ vào câu trả lời mình sẽ biết được từ để hỏi là từ gì. Ví dụ, a picture of her house, một cái bức tranh về ngôi nhà cô ấy, thì có nghĩa là Jenny đã vẽ cái gì, chứ không phải là đã vẽ ở đâu. Ha, phần này không có khó, chủ yếu là mình làm quen thôi mọi người ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ trả lời cái câu hỏi yes no này. Ví dụ như là did he walk to school yesterday? Anh ấy đã đi bộ đến trường ngày hôm qua phải không? Này đi xe đạp, cho nên mình trả lời là no he didn't. Rồi, mọi người đọc dịch phần này hen. Speaking. Ôn tập lại về giờ nữa. When did you have an English lesson? Khi nào Katie? When did Katie have an English lesson? Khi nào thì Katie có môn tiếng Anh? It's at 1 o'clock, vào lúc 1 giờ. Thì mình thấy English là vào 1 giờ, 2 giờ, 11 giờ, 10 giờ và 9 giờ. Toàn là những cái giờ chẵn mọi người ha. Nhớ thêm chữ at trước cái thời gian. Hoặc là what did Katie use in her English lesson? Tiếp theo là Katie đã sử dụng cái gì trong giờ tiếng Anh? Her dictionary, là quyển từ điển. Mình cứ dùng chữ what và chữ when để tạo câu hỏi cho quen mọi người ha. Rồi bây giờ mình cùng nghe bài hát. Did you have a good day at school today? Did you paint a picture at school today? Did you play a new game at school today? Did you have lots of fun? Did you like your lessons at school today? Did you help your teacher at school today? Did you have a good day at school today? Did you have lots of fun? Nguyên bài này là mình thấy mọi người có thể tự dịch được hay không có gì khó khăn trong bài này hết. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua phần học phát âm. Listen and point. Moon. Boot. Blue. Glue. Tune. Tube. Âm U hả? Âm U và âm U. U là moon, moon là mặt trăng. Boot, boot là đôi ủng, đôi giày mà có cổ cao lên đúng rồi. Blue, blue là màu xanh dương. Glue, glue là hồ dán. Tune, u, tune là giai điệu. Tube, tube là cái ống. À, bây giờ mình sẽ cùng nghe bài hát nào. Tuesday night and I'm not at school. I've got glue and tubes and paint that's blue. I make a toy flute. I look up at the moon. It's a hot June night and I play a tune. I look up là tôi nhìn lên, at the moon là tôi nhìn lên mặt trăng. It's a hot June night, đó là vào một cái đêm tháng 6, một trời nóng, nóng nực. And I play tune, và tôi chơi một cái giai điệu. Rồi phần 3-4, mọi người tự làm hen. What's Q's time? Mình sẽ cùng nghe thêm một vài từ vựng nữa.
Tent. Sleeping bag. Frying pan. Matches. Rope. Torch. Rồi, tent. Tent là cái lều. Sleeping bag là túi ngủ bằng ha, kéo cái túi ra, rồi kéo lên tới cổ là ngủ thôi. Frying pan, pan là chảo, fry là chiên, chảo để chiên á. Matches, matches là diêm, quẹt diêm, bao diêm. Rope, rope là dây thừng. Torch, torch là đuốc hoặc là đèn pin. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nghe về một cái chuyến đi du lịch, đi dã ngoại của trường. We're on the school. Listening 134. Listen and read. Last month, 20 students from Year 8 were on the school camping trip. Tom Walters tells us all about it. Where did you stay? We stayed in tents near a river. It was fun. Did you have lessons? No, we didn't. But we fished every day, and we learned how to make a bridge over the river too. We used rope and wood. Was it cold at night? No, it wasn't. We had warm sleeping bags. It was very dark, but we had torches. One night, there was a noise outside. We were scared. But when we looked outside, there was only a cat. What did you eat? We cooked food in frying pans on a fire. Sometimes we cooked the fish from the river. One day it rained and our matches were wet, so we started a fire with two sticks. School camping trip, chuyến đi cắm trại. Camping là cắm trại của trường. Last month, tháng trước, 20 students from year 8, 20 học sinh ở độ tuổi là 8 tuổi, were on the school camping trip, đã có một cái chuyến đi cắm trại trường. Tom Walter tells us about it. Tom Walter sẽ nói với chúng ta về cái việc này. Where did you stay? Đây là những cái câu hỏi nè, cái cách đặt câu hỏi với thì quá khứ đơn nè. Bạn đã ở đâu? We stayed in a tent. Chúng tôi, tụi cháu đó, tên này người lớn nói mà tụi cháu đã ở trong một cái lều near the river, gần con sông. It was fun, nó vui lắm. Did you have lessons? Tức là cháu có bài tập, em có bài tập hay không? No, we didn't. Không. But we finished every day. But we fish every day. Nhưng mà tụi cháu câu cá mỗi ngày. Fished là câu cá mà ha. Trong trường hợp này là động từ. And we learned how to make a bridge over the river. Và chúng cháu đã học cách. How to là cái cách để làm một cái cầu. Bridge là cầu. Over the river là qua dòng sông. We use rope and wood. Chúng cháu đã sử dụng dây thừng và wood là gỗ. Was it cold at night? Ban đêm thì trời có lạnh hay không? No, it wasn't. We had a warm sleeping bag. Chúng cháu có một cái túi ngủ ấm áp. It was very dark. Dark là tối. But we had torches. Nhưng mà chúng cháu đã có đèn pin. One night, vào một đêm nọ, there was a noise outside. Có một cái noise là một cái tiếng ồn ở bên ngoài. We were scared. Chúng cháu đã rất sợ. But when we looked outside, nhưng mà khi chúng cháu nhìn ra ngoài, there was only a cat. Chỉ có một con mèo thôi. What did you eat? Thì chúng cháu đã ăn cái gì? We cooked food in fry pans on the fire. Chúng tôi đã nấu đồ ăn trên cái chảo chiên ở trên lửa. Sometimes we cook fish from the rivers. Đôi khi thì chúng tôi nấu cá từ sông. One day, một ngày nọ, it rained and our matches were wet. Trời mưa và tất cả cái diêm, cái bao diêm nó bị ướt. So vì vậy, we started a fire. Chúng cháu đã tạo ra một cái ngọn lửa với hai cái que, two sticks. Hai cái que giống như người ta đánh lửa mọi người.
Rồi, phần tiếp theo là mình điền yes hoặc no vào. Trả lời câu hỏi yes, no thì quá khứ đơn. Tiếp theo mình sẽ cùng nghe và đánh số vào bức tranh. Listening 135. Listen and write the numbers. Number 1. Tell me about your camping trip. Did you stay in tents? Yes, we did. We stayed in small tents on a campsite. Number 2. Did you have lessons on the camping trip? No, we didn't. We played games. We played chess and other games too. Oh, that's nice. Number 3. Did you cook on a fire? Yes, we did. We cooked lots of nice food in a frying pan. It was great. Number 4. Did you do any sports? Yes, we did. We played volleyball. That's great. I love volleyball. Number 5. What did you do in the evenings? We played music. I had my guitar. Wow! Can you play the guitar? Yes, I can. Rồi, ok, rất là rõ ràng mà nghe ha. Rồi, tiếp theo phần nói của mình là ví dụ như mình hỏi là Did the boy visit his grandma and grandpa last week? Là cậu bé này có thăm ông bà vào tuần trước hay không? Thì mình nhìn vào những bức tranh trên là không có cái thông tin về thăm ông bà thì mình sẽ trả lời là no, he didn't. Hay là did the boy cook on fire? Cậu bé này có nấu ăn trên lửa hay không? Có thì yes, he did. Dễ mà nghe hang. Rồi tiếp theo, phần writing của mình là mình use time words. Chúng ta sử dụng những cái từ mà chỉ thời gian in stories hoặc là articles trong những câu chuyện hoặc những bài viết to show the order of events, để mình thể hiện trình tự của những cái sự kiện. Đầu tiên là mình dùng first, sau đó mình dùng then, tiếp theo mình dùng next và cuối cùng mình dùng finally. Đó là cái cách để mình trình bày một cái vấn đề. Ví dụ, last Tuesday, thứ ba tuần trước, I was on a school trip. We visited the zoo. We visited the zoo. Chúng tớ đã đi thăm sở thú. Thì người ta đã có là first theo cái từ đó rồi, cho nên mọi người đánh số rất là dễ ha. Thì phần này thì mọi người, để mình xem có cái gì. Mình sẽ đọc từ câu A sang câu D, còn nhưng mà mọi người sẽ tự đánh số cho đúng cái yêu cầu ha. Next, we had lunch in a cafe at the zoo. Tiếp theo, chúng ta có bữa trưa ở quán cà phê ở trong sở thú. Finally, we painted pictures of our favorite animals. Cuối cùng thì chúng ta đã vẽ những bức tranh về những con vật yêu thích. First, we watched the monkeys and the elephant. Đầu tiên, chúng ta đã xem những con khỉ và con voi. Then, we looked the penguins. Look at the penguins and the kangaroos. Sau đó chúng tôi đã nhìn vào những con chim cánh cụt và con kangaroo chuột túi á. Rồi, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mỗi ngày thì mình sẽ bớt dịch lại những cái nào mà nó đã xuất hiện rồi. Mình sẽ cố gắng để cho mọi người nhớ lại bài lần trước. Vì khi mình càng nhớ lại như vậy thì mình mới học được nhanh hơn mọi người ha. Rồi. Thì video đến đây là kết thúc. Mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và mình xin chào mọi người.